Chào các bác đã quay trở lại kênh của em Tổng kho gia dụng Như Thiết nhé. Thì hôm nay bên em lại về rất nhiều những cái mẫu mã mới mà muốn giới thiệu các bác. Thì em sẽ quay video và báo giá trực tiếp nhé. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số home phone em dán ở trên màn hình nhé. Và các bác đi qua kênh của em cho em xin một nút like, một nút chia sẻ cũng như là đăng ký kênh. Hóa đơn trên 200k là em đã miễn ship rồi. Trên 500k em sẽ kèm một phần quà để tặng các bác. Và các sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu các bác đó là các sản phẩm nồi cơm điện Cuckoo đến từ thương hiệu Hàn Quốc nhé. Này, rất là đẹp luôn, nhỏ gọn. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cho các bác. Đầu tiên đó là khi mở nồi ra thì các bác sẽ nhìn thấy những cái phụ kiện đi kèm đầy đủ như thế này, gồm có một ca múc nước này hoặc lon gạo này, một dây điện và một cái môi để xới cơm như này nhá. Thì sau đó là đến cái nồi. Nồi cơm này là đang có dung tích là 1 lít các bác nhá, phù hợp 2 đến 3 người ăn. Đây, các bác nhìn này, vành nồi này rất là dày dặn sáng bóng luôn. Cái đáy nồi này nhá cũng rất là dày, dày lắm ạ. Xong là bên trong lòng của nó thì được tráng những tận 5 lớp men chống dính để giúp mình khi mà nấu cơm thì ngon, cơm sẽ không bị dính nhá, không bị cháy xém. Đấy. Còn với cái sản phẩm nồi này, này các bác nhìn kỹ cho em nhé. Cái đĩa điện của nó rất là to, to gần hết cái lòng nồi luôn. Để làm sao ạ? Để cho nó tỏa nhiệt đều khi mình nấu cái cơm. Đấy. Để cơm chín đều, ngon, mềm, dẻo các bác nhá. Đây, cái đĩa điện rất là to luôn, đĩa điện. Và tiếp đến đó là cái nắp vung. Nắp vung nồi các bác nhìn giúp em ạ. Cái nắp vung nồi này nó có một cái gioăng nhựa rất là dày dặn như này để nó giữ kín hơi cho mình nhá. Giữ kín hơi để cơm là khi sôi hoặc khi chín là nó sẽ chín bằng hơi nữa, cơm sẽ rất là mềm. Và cái vung này thì chúng ta có thể lấy được ra như thế này để vệ sinh nhá. Vệ sinh từ gioăng nồi, vệ sinh cái nắp nồi như này, rất là sạch sẽ từ trong ra ngoài nha các bác nhá. Đấy, sau này chúng ta này ấn vào như thế này. Đấy, rất là tiện mở ra. Trên đây sẽ có một cái nút thoát khí khi sôi cơm nhé. Và ở đây, đây, mặt trước của cái nồi cơm thì em giới thiệu đây là cái nút sử dụng bằng cơ nhé. Đây, nồi cơm này sử dụng bằng cơ. Ấn tay rất là dễ dàng sử dụng này. Khi các bác nấu này, các bác ấn xuống cho em. Khi nào sôi thì nó sẽ nảy lên. Khi nấu thì nó sẽ là đèn đỏ và khi chín nó sẽ nảy sang cái đèn xanh ở bên đây nhé. Nó về cái chế độ ủ nóng cơm để cơm luôn mềm dẻo, thơm ngon nhá cho các bác nhá. Đấy. Và với cái nồi cơm điện Cuckoo của Hàn Quốc này thì em đang có 3 dung tích nhá, sẵn tại nhà luôn. Đây là cái nồi cơm 1 lít thì phù hợp 2 đến 3 người. Và em xin báo giá cho các bác với cái mã nồi 1 lít cho 2 đến 3 người ăn này là 320k bác nhá. Chỉ 320k thôi. Ta đã có con nồi xịn sò như này cho 2 3 người ăn rồi. Đây. Còn với dung tích này là dung tích 1 lít 2 ạ. 1 lít 2 thì chúng ta phù hợp sử dụng 3 đến 4 người ăn nhá. Thì em xin báo giá cho các bác là 370.000. Này, 370.000 ạ. Và em còn một sản phẩm với dung tích là 1 lít 8 nhá. Với sản phẩm này thì phù hợp 56 người ăn, dùng cho nhà đông người hoặc là có công có việc thì chúng ta sử dụng nhá. Thì cái sản phẩm sẽ ghi lại giá cho các bác nhá. Đây. 1 lít này thì sẽ bằng là 320k này. 1,2 lít này thì sẽ bằng là 370k này. Đây, cho 3 đến 4 người ăn nhé. Còn với 1,8 lít này, 1,8 lít thì sẽ bằng là 430k. Nó sẽ phù hợp cho 5 đến 6 người ăn nhé. Mã tiếp theo muốn gửi tới các bác đó là cái mã nồi cách thủy nhé. Thì với cái sản phẩm này chúng ta có thể dùng là hấp này, để trưng này, để hầm này. Đây, như các bác có thể nhìn này, nó rất là đặc biệt luôn. Ở bên trong nó có một cái lõi bằng sứ nhá. Thì các bác có thể là cho chim, cho gà hay là cho thuốc mắc. Đấy, hoặc là cho tổ yến vào đây để trưng nhá. Thì khi đó chúng ta sẽ đổ đầy nước, đổ nước vào cái nồi này. Đấy, và chúng ta đặt cái phần cách thủy vào giữa. Xong đâu đấy là chúng ta sẽ đậy cái vung này lên. Thế là chúng ta đã xong việc rồi. Và đâu đấy là chúng ta đằng sau có một cái ổ điện. Đây, chúng ta chỉ việc cắm vào nguồn điện 220V nhà mình là có thể sử dụng được bình thường rồi. Và cái sản phẩm này cái chức năng của nó này, trên đây đây là cái nút bật, đây cái nút tắt này, đây là cái nút trừ nhiệt độ, đây là nút cộng nhiệt độ. Nếu chúng ta muốn nhanh chín nhanh sôi thì chúng ta có thể cộng nhiệt độ lên. Còn đây là cái nút giữ ấm này, đây là nút trưng yến này, trưng tổ chim, đây là nút hầm, đây nút hấp, đây nút nấu cháo nha các bác nhá. Đấy, rất là dễ sử dụng, khi các bác muốn dùng vào cái gì thì các bác chỉ việc ấn vào đấy thôi. Đấy, ấn vào đấy để chúng ta sử dụng nhé. Thì em xin báo giá cho các bác cái con nồi cách thủy này là 340k nhé. Chỉ 340k thôi ạ. Em sẽ bao ship.
Tiếp theo muốn gửi tới các bác đó là cái dòng sản phẩm 2 trong 1 nhá, nồi lẩu hấp. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Khi chúng ta mua cái sản phẩm này về thì rất dễ dàng là đổi bữa cho gia đình nhá. Này, ở trên đây có một cái khay hấp bằng inox rất là sáng bóng luôn. Thì chúng ta mua về chúng ta bỏ nước vào đây. Đấy, chúng ta có thể dễ dàng hấp những cái món ví dụ tôm hấp, cà hấp hoặc là cá hấp nhá, để đổi vị cho gia đình. Rồi là chúng ta có thể hấp khoai, hấp bánh ở đây. Đấy. Rất là dễ dàng đổi vị luôn. Và khi mà chúng ta không sử dụng đến hấp nữa thì chúng ta bỏ cái khay này ra và nó hoàn toàn thành một cái sản phẩm mới, tiện ích mới, đó là nồi nấu lẩu nhá. Thì với cái lòng nồi nấu lẩu này này là được làm bằng thép chống rỉ, được phủ cái lớp chống dính bằng đá hoa cương nhá, rất là bền đẹp luôn. Còn trên nắp của nó thì bằng làm bằng kính cường lực này, vô cùng là chắc chắn, có lỗ thoát khí ở đây, có tay cầm chống nóng ở đây nhá. Đấy. Cái nồi này thì sử dụng được đến 2 đến 3 người ăn nhá. Thì sử dụng của nó vô cùng là đơn giản luôn. Ở đây nó có cái nút về cuối cùng là nút tắt này. Xoay đây là nút lửa nhỏ, lửa trung và lửa lớn nhá. Đấy, chỉ có 4 nút để chúng ta sử dụng thôi. Và khi sử dụng thì chúng ta cắm cái ổ ba chân vào đây. Ổ cắm ba chân vào đây. Và cái đầu này chúng ta sẽ kết nối với lại điện 220V của nhà mình nhá. Là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Và em xin báo giá cho các bác cái dòng sản phẩm này là 250k nhá. 201 nồi lẩu hấp 250k, các bác lên đơn cho em sẽ miễn ship. Và cái mã tiếp theo muốn gửi tới các bác cũng là cái sản phẩm nồi lẩu hấp 2 trong 1 nha các bác nhá. Với cái sản phẩm này thì là nó nhỏ hơn một chút, thì chúng ta sẽ sử dụng từ 1 đến 2 người ăn. Đây, hình dáng của nó vô cùng là gọn tiện nhá. Đấy. Thì trên đây em có một cái khay hấp bằng inox sáng bóng như thế này. Thì chúng ta cũng có thể là hấp khoai, hấp bánh, hấp tôm, hấp cá đấy, để chúng ta đổi món. Và khi chúng ta không hấp nữa thì chúng ta cũng có thể bỏ ra và chúng ta đậy cái vung này lên thì nó lại thành một cái sản phẩm tiện ích khác, đó là cái nồi lẩu mini nhá. Thì với cái nồi lẩu này thì cũng có một cái chiếc vung cường lực vô cùng là chắc chắn và lỗ thoát khí hơi, cái tay cầm như này và lòng nồi thì vô cùng sâu nhá, được làm bằng thép chống rỉ phủ cái lớp chống dính đá hoa cương như thế này. Đấy, rất là sang trọng đẹp luôn. Thì cách sử dụng của nó vô cùng là đơn giản các bác nhá. Đây, ở đây chỉ có cái nút bật lên và bật xuống như thế này thôi. Thì khi nào chúng ta dùng thì chúng ta sẽ bật, không dùng thì chúng ta sẽ tắt đi. Và kết nối với nguồn điện thì ở đây nó có cái đây, chúng ta có cái chân này nó cắm vào đây. Đấy. Và cái đầu này chúng ta kết nối vào cái dòng điện 220V nhà mình là có thể có một cái nồi lẩu vô cùng là đẹp rồi. Vô cùng là gọn tiện đó. Và cái dòng điện này nó chạy công suất của nó, công suất của nồi là 600W nhé mọi người nhé. Và em xin báo giá cho mọi người là 150k. Sản phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái sản phẩm là nồi hầm nhé. Nồi hầm và nồi kho cá của Đạt Tường nhé. Hàng Việt Nam chất lượng cao các bác nhé. Ở trên đây có tem QR để các bác có thể tra cứu thông tin điện tử của sản phẩm này. Và bây giờ em đi vào chi tiết sản phẩm cho các bác nhé. Thì như các bác nhìn thấy ở bên trong lõi của sản phẩm đó là một cái nồi sứ, nồi sứ nguyên khối luôn. Thì như các bác thấy ngày xưa các cụ ta kho cá thường thường sẽ kho vào những cái niêu đất hoặc là những cái nồi gang dày. Thì cái sản phẩm chất lượng kho thì cá sẽ được mềm nhừ thơm ngon, hoặc là món hầm cũng vậy nha các bác nhá. Thì rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc là cho cái sản phẩm mình muốn làm vào đây, ví dụ như là hầm gà, kho cá, các bác cho vào đây, nêm nếm gia vị và các bác đặt lên đây cho em, cho nước vào và các bác đậy cái vung này lên cho em. Đấy, vung cũng vô cùng là đẹp và sang trọng, được làm bằng kính cường lực, có lỗ thoát hơi khí nha các bác nhé. Đấy, các bác đậy lên cho em và các bác kết nối với nguồn điện 220V cho em nhé. Thế là chúng ta đã có một cái nồi cá kho vô cùng là ngon rồi. Còn cách sử dụng thì nó vô cùng là đơn giản luôn. Ở đây nó sẽ có 4 nút này. Về kịch sẽ là nút tắt và tiếp theo là nút chậm này, thì nó sẽ hầm chậm hầm lâu cho ta. Tiếp theo nếu mà muốn sử dụng nhanh, sử dụng luôn trong 1 đến 2 tiếng thì ta chúng quay vào nút nhanh nhé. Còn khi mà chúng ta nấu qua đêm ấy, để sáng ra chúng ta có những món cháo hay món kho, món hầm thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút tự động này. Đấy, ấn vào nút tự động cuối cùng này thì qua một đêm thì khi mà cạn nước thì nó sẽ tự ngắt và đưa vào cái chế độ ủ ấm cho mình nhé. Thì là sáng hôm sau mình đã có một món ngon cho gia đình sử dụng rồi. Em xin gửi bác với một cái mức giá vô cùng ưu đãi là 290k. Bên em bao ship nhé. Các bác lên đơn cho em hàng nồi kho cá hầm của Đạt Tường 290k. Theo em xin gửi tới các bác đó là cái sản phẩm bếp nướng điện Sunhouse nhé. Thì cái mã sản phẩm này thì nó rất là nổi tiếng của Việt Nam mình rồi. Hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo hành 12 tháng cho các bác nhé. Thì cái sản phẩm này, cái bề mặt của nó được làm bằng cái hợp kim nhôm, dẫn điện rất là tốt. Trên bề mặt thì phủ cái lớp chống dính đá hoa cương, siêu bền đẹp nhá, kháng khuẩn cho các bác này.
chạy cái nguồn điện là 150V. Đấy, 150V. Khi các bác sử dụng này. Này các bác sử dụng thì các bác cắm vào đây cho em nhé. Đấy, cắm vào đây cho em. Thì nó có 5 nút để điều chỉnh này. Nguồn điện từ to đến nhỏ nhá. Điều chỉnh ở đây, các bác điều chỉnh nhiệt độ từ đây, từ nước 1 đến nước 5. Và về kịch cuối cùng sẽ là nút 0 là chúng ta sẽ tắt. Thì khi sản phẩm đủ nhiệt nhá, thì nó sẽ là cảm ứng tự ngắt điện, nó có dơ le tự ngắt điện khi nhiệt độ của mình nó nóng vừa đủ đây. Hai tay cầm của nó thì được làm bằng tay cầm cách nhiệt nhá, hoàn toàn không nóng khi mà chúng ta cầm. Ở đây nha các bác nhìn kỹ hơn, nó có một cái miệng. Đây, cái miệng rót dầu. Khi mà chúng ta gắp hết thức ăn ra và cái mặt này nó có dầu hay là nó bị cháy, có những cái sản phẩm cháy thì chúng ta có thể là ấy đây và hứng ở đây để vệ sinh sản phẩm nhá. Thì với cái sản phẩm này, đây, rất là dễ sử dụng luôn. Thì em xin báo giá cho các bác với cái sản phẩm này là 350k. Thì cái thời tiết này rất là thích hợp để chúng ta có thể ăn những cái món nướng đấy, để quây quần bên gia đình mình nhá. Mà giá thành thì lại quá rẻ, chỉ có 350k thôi. Để cho các bác sử dụng nó và em bao ship luôn nha các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là mã kéo cắt gà đến từ thương hiệu Seki Nhật Bản nhá. Thì là được làm bằng thép nguyên khối này, vô cùng là sáng bóng, các bác có thể nhìn thấy, có thể soi gương được nhá. Vô cùng là chắc chắn luôn, sử dụng thì vô cùng là đơn giản và gọn tiện. Chúng ta chỉ việc bóp vào, đẩy cái lẫy này lên là chúng ta đã khóa cái kéo được rồi. Và khi chúng ta mở ra thì đấy, là chúng ta chỉ bóp vào là kéo sẽ tự động mở ra cho chúng ta. Đấy. Với cái kéo như thế này thì chúng ta có thể cắt được con gà từ 2 đến 3 cân thoải mái nhé. Hoặc là cắt nem, cắt rau thơm hay là cắt tất cả mọi thứ, cắt cả thế giới luôn nha các bác nhé. Thì khi mà chúng ta đánh cá thì chúng ta kẹp vào và như thế này. Đấy, ở đây nó có những cái cạnh nhọn để chúng ta đánh cá, đánh vảy cá vô cùng là tiện lợi và dễ dàng luôn. Tay cầm thì rất là chắc chắn này. Đấy. Thì với cái con kéo này em xin báo giá cho các bác với một cái mức giá vô cùng là rẻ luôn, 100k trên một sản phẩm nhé. Tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác đó cái bộ dao của Asahi đến từ Japan Nhật Bản nhé. Đây, sản phẩm gồm một dao chặt này, một dao thái và một dao gọt hoa quả nhé. Bây giờ em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một. Đầu tiên là cái sản phẩm dao chặt này nhé. Thì như các bác nhìn thấy nhá, được làm bằng thép SK5 chống rỉ, vô cùng là sáng bóng, soi gương được luôn mạng. Làm bằng thép nguyên khối, vô cùng là chắc chắn nhá. Cái này mà chặt gà, chặt xương thì miễn chê rồi. Đấy, tay cầm cũng bằng thép chống rỉ luôn. Khi các bác sử dụng xong thì có thể là treo lên ở một cái góc bếp thì nó cũng rất là gọn tiện rồi nhá. Và cái sản phẩm này em xin báo giá cho các bác là 100k nhé. Chỉ 100k thôi, các bác đã được sở hữu cái con dao vô cùng là chất thép, vô cùng là tuyệt vời này rồi. Và tiếp đến nó là cái con dao thái nhá. Đấy, con dao thái cũng tương tự, được làm bằng thép chống rỉ SK5 đây rồi. Đấy, thì thép này thì nó vô cùng là sắc bén rồi, nổi tiếng ở bên Nhật Bản nhá. Tay cầm thì bằng gỗ này. Đấy, được dao này thì chúng ta có thể để thái này. Đấy, em xin báo giá cho các bác là 50k nhá. Và cái con dao cuối cùng em muốn gửi tới các bác đó là cái con dao gọt hoa quả. Đấy. Dao gọt hoa quả thì cũng vậy thôi, cũng làm bằng thép chống rỉ vô cùng là sắc bén. Tay cầm được đính gỗ vô cùng là sang trọng, gọn tiện như thế này. Gọt mọi loại hoa quả thì vô cùng là tuyệt vời rồi nhá. Thì em xin báo giá cho các bác cái sản phẩm này là 30k. 30k trên một con dao gọt hoa quả. Các bác mua trọn bộ này thì em sẽ miễn ship cho các bác nhé. Tiếp theo em xin gửi tới các bác mã hàng đó là bơm xe đạp xe máy xách tay này nhé. Thì cái sản phẩm đang cầm trên tay này đến từ thương hiệu Japan Nhật Bản nhé. Vô cùng là bền đẹp và chắc chắn luôn. Thì thân của nó được làm bằng hợp kim nhé. Được sơn một lớp sơn tĩnh điện chống rỉ như thế này. Đấy, sơn tĩnh điện màu vàng. Và ở trên đây thì nó có cái đồng hồ nhé. Đồng hồ đo áp suất trong lốp thì vô cùng là chính xác, thì giúp bơm hơi nhẹ nhàng và hơi nó rất là khỏe luôn. Và cái van bơm này thì nó phù hợp với tất cả các loại van xe máy và xe đạp nhé. Đấy các bác, khi bơm chỉ việc cho nó vào và bơm là ok rồi. Đây là cái nút mở này, là chúng ta sẽ cho van bơm vào. Và khi mà vào rồi thì chúng ta khóa cái nút này xuống. Đấy là nó sẽ giữ chắc cho chúng ta để chúng ta bơm nhá. Thì khi các bác bơm thì các bác đặt hai chân của mình lên đây. Đặt hai chân lên đây để giữ chắc chắn cái bơm nó không bị di chuyển nhá. Đấy, và bên trên này thì chúng ta nâng lên hạ xuống này. Đấy, cái tay cầm bơm này được làm bằng nhựa đúc nguyên khối nhá. Rất là chắc luôn. Và cái sản phẩm này thì nó vô cùng là tiện ích nhá. Mỗi gia đình nên sắm một sản phẩm. Thì khi mà xe chúng ta hết hơi hay là con cái đi học đi hành hay là sử dụng để bơm thì nó vô cùng là tiện. Mà chúng ta không phải ra quán mất thời gian, lách cách mất tiền nhá. Đấy, đầu tư sử dụng được lâu dài luôn các bác ạ. Thì với cái con bơm này
em xin báo giá tới các bác, đó là sản phẩm bơm với mức giá là 200k nhé, 200k trên một bơm đấy, rất là bền đẹp. Tiếp theo gửi tới các bác đó là cái mã chăn đũi sơ đậu nành nhá. Thì cái chăn này là siêu mềm này, khi đắp thì sẽ cho ta cái cảm giác vô cùng là dễ chịu luôn, nó rất là ấm nhưng mà cũng rất là nhẹ nhá. Thì cái sản phẩm này rất là dễ dàng vệ sinh giặt, có thể sử dụng bằng cái máy tại gia, gia đình nhà mình cũng ok luôn. Thì sản phẩm này chúng ta dùng để đắp ngủ này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng trên sofa, trong ô tô, hay là dùng trong văn phòng cũng được, hoặc mang đi du lịch thì nó cũng rất là nhỏ gọn nhá, vô cùng là tiện lợi luôn. Thì cái sản phẩm này em xin báo giá cho các bác đó là 180k nhá. Đấy, một chiếc chăn như thế này, khổ của nó là 1m8 và 2m nhá. Thì là em báo giá cho các bác 180k, các bác lên đơn cho em. Tiếp theo gửi tới các bác đó là cái mã khăn tắm lông cừu Hàn Quốc nhá. Kích thước của nó vô cùng là to luôn, 70 x 140 nhá. Đấy, 70 này, cái video đấy, 70 này nhân 140, khi tắm xong thì hoàn toàn có thể quấn quanh người được nhá. Thì cái này là bằng chất bông siêu mềm mịn, thì nó thấm nước cực là nhanh, loại 1 nhá, nó không gây tổn hại đến da, không giống như cái sản phẩm được tẩm trôi nổi ở trên thị trường đâu ạ. Thì sản phẩm này dùng để lau người sau khi tắm này, lau tóc này, đấy, thấm nước rất là nhanh luôn. Và cái sản phẩm này em xin được gửi tới các bác với mức giá là 5.000 nha các bác nhá. Em về số lượng lớn nên là bao giá cả bao thị trường luôn. Và tiếp theo em xin gửi tới các bác đó là cái mã khăn mặt Hàn Quốc này nhá. Đấy, về nguyên set đó là 10 khăn trên một túi như thế này. Thì chúng ta mua cái sản phẩm này về, đây, em sẽ móc cận cảnh cho các bác xem, vô cùng là đẹp, lông của nó mềm này. Đấy, lông của nó rất là mềm, thấm nước. Hàng như em chỉ hàng chạy hàng loại 1 dày dặn nhá, không chạy hàng mỏng nhá. Thì các bác mua nguyên một set như thế này về để cho mỗi thành viên một màu, thì khi chúng ta sử dụng thì không bị nhầm lẫn lẫn lộn mai. Và khi mà chúng ta sử dụng một thời gian sau thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn để làm khăn lau. Đấy, khăn lau, khăn rất là ok luôn. Và em xin báo giá cái set này cho các bác đó là 60.000 các bác nhá, 60.000 cho 10 sản phẩm này. Giá quá là ưu đãi cho các bác rồi, các bác lên đơn cho em nhé, khăn rửa mặt Hàn Quốc. Em xin gửi tới các bác đó là cái bộ bình cốc thủy tinh cao cấp này nhá. Thì bên em mới về cái mã hàng mới nhất, hot nhất, đó là cái sản phẩm này được làm bằng thủy tinh nhưng mà có màu vàng sáng óng như này, rất là sang trọng và lịch sự luôn. Thì bộ sản phẩm này gồm có một bình này, bình này dung tích có thể chứa từ 1 đến 1 lít rưỡi nước nhá. Đấy, và 6 cốc thủy tinh đi kèm bên này. Đấy, có màu sáng óng này, đấy, có các cạnh này sắc như pha lê thủy tinh, rất là đẹp luôn, dày dặn. Cái sản phẩm này được làm bằng thủy tinh thì sử dụng nó vô cùng là an toàn cho sức khỏe nhé. Ví dụ như mình có pha trà, mình pha cà phê hay mình có uống nước ấm nóng thì nó cũng không có hại cho sức khỏe như các sản phẩm vật dụng như nhựa nhé. Thì sản phẩm này để vào phòng khách thì vô cùng là đẹp và tiện lợi rồi. Đấy, và tiếp theo là cái khay của nó cũng vô cùng là đặc biệt luôn, được làm bằng nhôm nhé, tạo một lớp hợp kim đồng sáng bóng nhé. Đây, có hai tay cầm này, để dễ bưng bê vận chuyển này. Đây, bác nhìn thấy hai bên hai tay cầm, rất là dễ để bưng bê vận chuyển. Và cái sản phẩm này em xin gửi tới các bác với một mức giá 470.000 nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, chúng ta có thể làm quà tặng, quà biếu cũng rất là hợp lý. Em sẽ có hộp nhé, hộp của nó dưới đây, rất là đẹp và lịch sự luôn. Đấy, em sẽ đóng hộp cho các bác. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác đó là cái sản phẩm bình giữ nhiệt. Đấy, vô cùng là nhỏ gọn và tiện lợi. Thì em xin mở bên trong cho các bác xem. Thì bên trong của sản phẩm này, đây, em quay cận cảnh cho các bác nhìn ạ, được làm bằng thép ni lông chống rỉ nhá, được làm bằng thép ni lông chống rỉ 304. Đấy, vô cùng sáng bóng và dày dặn, an toàn cho sức khỏe. Bên trong miệng của nó thì có thêm một cái lõi lọc như này. Đấy, để chúng ta khi mà rót nước thì lá trà, lá thuốc không bị trôi ra ngoài nhá. Đấy. Đấy, còn cái phần nắp của nó này thì có cái gioăng cao su vô cùng là dày dặn để giữ nhiệt cho chúng ta vô cùng tốt nhá. Luôn luôn giữ ấm được cho chúng ta từ 5 đến 7 tiếng. Đấy. Rồi. Mùa hè thì các bác có thể đựng đá để mang đi làm xa, cũng như đi nương, đi rẫy. Mùa đông thì chúng ta có thể đựng nước nóng, nó luôn luôn giữ ấm cho chúng ta để bảo vệ cái sức khỏe nhá, khi uống nhá. Thì cái sản phẩm này là dung tích là 1,5 lít. Đấy, em xin báo giá cho các bác là 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là bình gốm sứ Bát Tràng nhá. Này, như các bác có thể nhìn thấy này, rất là dày dặn này. Đấy, chất sứ rất là nanh tiếng luôn. Màu sắc thì nổi bật. Đấy, màu sắc nổi bật. Thì trên cái bình này có in hình họa tiết đông hồ nhá, họa tiết tranh đông hồ, họa tiết rất là sinh động. Đấy. Cái miệng bình này thì là, miệng bình này là 10 xăng nhá, cao thì là cao 30 xăng nhá các bác nhá, cao 30.
Cái bình này thì rất là phù hợp cho cái việc cắm hoa, hoặc là các bác có thể cắm cành mai, cành đào ngày Tết nhé, rất là đẹp luôn. Thì với cái bình này thì em gửi đến các bác với cái mức giá là 170k trên một cái bình. Còn nếu các bác mua cặp thì em sẽ giảm xuống là 300k trên một cặp bình, em miễn ship nhé.